VOA tiếng Việt gần đây lại tung ra bài viết Liên Hợp Quốc đề nghị Việt Nam, Thái Lan giải trình về việc hai nước hợp tác dẫn độ người thượng tị nạn. Theo đó, VOA viện dẫn rằng hai nhóm công tác và hơn 10 báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc vừa yêu cầu chính phủ Việt Nam và Thái Lan giải trình về những nỗ lực gây quan ngại của Hà Nội trong việc cưỡng ép hồi hương người thượng tị nạn ở Thái Lan và khả năng hợp tác của Bangkok trong những nỗ lực đó. Và VOA lộ rõ ý đồ chính trị khi đưa ra luận điệu. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ sự quan ngại đặc biệt về trường hợp của ông Y Quỳnh Brắc, đồng sáng lập nhóm Người Thượng Vì Công Lý, MSFG, bị chính phủ Thái Lan bắt giam ngày 11 tháng 6 năm 2024, sau khi ông bị chính quyền Việt Nam xử vắng mặt 10 năm tù với cáo buộc khủng bố. Trước những luận điệu của VOA cần khẳng định rằng, thứ nhất, cái gọi là nhóm công tác và hơn 10 báo cáo viên không thể đại diện cho Liên Hợp Quốc hoặc lãnh đạo Liên Hợp Quốc nên không thể cho rằng Liên Hợp Quốc đề nghị Việt Nam, Thái Lan giải trình về việc hai nước hợp tác dẫn độ người thượng tị nạn. Thứ hai, việc các quốc gia xử lý các công dân của mình hoặc công dân nước khác đang cư trú trên đất nước mình, vi phạm pháp luật nước mình là công việc nội bộ của mỗi quốc gia đó, do đó Liên Hợp Quốc không thể và không được quyền can thiệp. Hơn nữa, Y Quỳnh Brắc là một tội phạm nguy hiểm, chủ mưu khủng bố, không phải là nhà hoạt động vì người thượng như VOA tô vẽ. Còn cái gọi là nhóm người thượng vì công lý MSFG cũng đã bị Bộ Công an Việt Nam xếp vào loại tổ chức khủng bố. Thứ ba, Y Quỳnh Brắc cư trú trên đất nước Thái Lan quá thời hạn, không được phép của chính phủ Thái Lan, lại mới chỉ được chính phủ Canada phỏng vấn để đi tị nạn chính trị. Cho nên, cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ, đưa ra xét xử và trục xuất Y Quỳnh Brắc về nước là đúng với luật pháp Thái Lan và thông lệ quốc tế. Thứ tư, trong hợp tác quốc tế xử lý tội phạm, dẫn độ là biện pháp điển hình giúp các quốc gia truy bắt những kẻ trốn ra nước ngoài, hòng thoát sự trừng phạt của pháp luật. Việt Nam hiện là thành viên của 22 điều ước quốc tế đa phương, 11 hiệp định tương trợ pháp lý song phương có quy định về dẫn độ và 12 hiệp định song phương chuyên biệt về dẫn độ với các nước, trong đó có Anh, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Thái Lan. Chúng ta cần biết rõ thêm về Y Quỳnh Brắc để thấy rõ y không phải là nhà hoạt động nhân quyền, mà là một thành viên cốt cán của tổ chức khủng bố. Việc hắn bị bắt giữ tại Thái Lan gần đây chỉ là bước đầu trong quá trình đưa ra ánh sáng những hành vi tàn bạo mà hắn và đồng bọn đã gây ra. Y Quỳnh Brắc sinh năm 1992 tại huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Từ khi còn trẻ, đã có tư tưởng chống đối chính quyền. Hắn thường xuyên liên lạc với các tổ chức phun rô lưu vong và lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động chống phá nhà nước. Sau khi trốn sang Thái Lan vào năm 2019, Y Quỳnh Brắc nhanh chóng trở thành một tay chân đắc lực của các tổ chức phản động người Việt tại Hoa Kỳ, đặc biệt là Người Thượng Vì Công Lý, MSFG. Dưới vỏ bọc của một nhà hoạt động nhân quyền, Y Quỳnh Brắc liên tục lôi kéo người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên vượt biên sang Campuchia và Thái Lan, với lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hắn tuyên truyền những luận điệu vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm quyền con người, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi và âm mưu thành lập một nhà nước riêng biệt mang tên Đề Ga. Tuy nhiên, sự thật về bản chất của Y Quỳnh Brắc và tổ chức MSFG đã bị phơi bày qua vụ khủng bố đẫm máu ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra của cơ quan an ninh, từ đầu năm 2023, Y Quỳnh Brắc đã thường xuyên chỉ đạo Hồ Quên, Eban và các đối tượng khác trong nước giáo diết tuyển mộ lực lượng và chuẩn bị cho các hoạt động khủng bố. Tên này liên tục liên lạc với các đồng bọn qua ứng dụng nhắn tin, cung cấp tiền bạc, vũ khí và chỉ đạo kế hoạch hành động. Vụ khủng bố này đã gây ra cái chết của 9 người và làm bị thương 2 người, gây chấn động và phẫn nộ trong dư luận. Hình ảnh của một nhà hoạt động nhân quyền dởm nhanh chóng bị lật tẩy. Y Quỳnh Brắc và tổ chức của hắn không hề đấu tranh vì quyền lợi của người dân tộc thiểu số, mà thực chất là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của họ để thực hiện các mưu đồ khủng bố. Những lời hứa về một cuộc sống thiên đường ở nước ngoài chỉ là bẫy dụ người dân bán hết tài sản trốn sang Thái Lan, để rồi sống khốn khổ trong các trại tị nạn, không công ăn việc làm và bị bỏ rơi. Một số người thậm chí bị bắt giữ do cư trú bất hợp pháp và muốn trở về nước cũng không còn tiền. Việc Y Quỳnh Brắc bị bắt giữ tại Thái Lan rất có thể là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đem lại công lý cho những nạn nhân của vụ khủng bố. Ngay khi Y Quỳnh Brắc bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ, thì VOA vội vã đưa tin chính quyền Thái Lan bắt giam nhà hoạt động vì người thượng Y Quỳnh Brắc. Cùng lúc, trang phản động Việt Tân cũng đăng tải thông tin tương tự để gây nhiễu dư luận, cho dù biết rằng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Việt Tân còn cho biết Y Quỳnh Brắc bị bắt ngay sau khi đối tượng này vừa được chính phủ Canada phỏng vấn để đi tị nạn chính trị.
những hành động man rợ và vô nhân tính của hắn đã làm rõ một điều. Ewing Brock không phải là một nhà hoạt động nhân quyền mà là một kẻ khủng bố nguy hiểm với tư tưởng chống phá chính quyền, lợi dụng người dân vô tội để thực hiện các mưu đồ đen tối. Những thông tin về quá trình phạm tội và những hành vi man rợ, thủ đoạn lôi kéo, tập hợp một số người dân nhẹ dạ cả tin và kể cả ép buộc họ tham gia tổ chức khủng bố chống chính quyền đã được các phương tiện truyền thông đăng tải đưa tin rất rõ ràng. Tuy nhiên, những thành phần cơ hội chính trị, tổ chức thiếu thiện chí chống phá Việt Nam mà điển hình là VOA tiếng Việt vẫn cố tình xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện sai sự thật, đổi trắng thay đen nhằm tung hô, cổ suý và chạy tội cho kẻ khủng bố Ewing Brock này. Trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 12 năm 2023, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác, thượng tôn pháp luật và triển khai nỗ lực phòng ngừa, chống lại mối đe dọa xấu xa đối với hòa bình, an ninh và phát triển bền vững đang hoành hành ở khắp mọi nơi, bao gồm cả không gian mạng của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Ông Guterres thông tin thêm, mặc dù Hội đồng Bảo an từ lâu đã thừa nhận mối nguy hiểm do tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia gây ra đối với hòa bình và an ninh quốc tế, nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Mặt khác, Việt Nam, Thái Lan là hai nước có quan hệ đối tác chiến lược, thường xuyên có đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh Việt Nam, Thái Lan. Gần đây, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nay là Bộ trưởng, dẫn đầu đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia và Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan. Phía Thái Lan khẳng định chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ góp phần củng cố, tăng cường hiểu biết và lòng tin lẫn nhau. Cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã hợp tác tích cực, hỗ trợ bắt giữ và bàn giao nhiều đối tượng tội phạm lừa đảo qua mạng lẩn trốn tại Việt Nam trong thời gian qua. Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan khẳng định, phía Thái Lan luôn sát cánh hợp tác cùng Việt Nam trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Thái Lan sẽ không để bất kỳ cá nhân, tổ chức hay một quốc gia nào lợi dụng lãnh thổ Thái Lan để chống phá các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Như vậy, việc Ewing Brock sẽ bị tòa án Thái Lan đem ra xét xử và trục xuất về nước chỉ là vấn đề thời gian. Điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp hai nước Việt Nam-Thái Lan, phù hợp với luật pháp quốc tế và lời kêu gọi chống tội phạm xuyên quốc gia của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Nó cũng phản ánh mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam, Thái Lan. Vì thế, những luận điệu mà VOA tiếng Việt đang rêu rao là không đúng sự thật, cố tình gây nhiễu dư luận bằng những thông tin xuyên tạc nhằm công kích nhà nước Việt Nam và cổ suý chạy tội cho kẻ khủng bố mà thôi.